Hôm nay đoàn đã tới thành phố Huế và ngày hôm nay là một ngày chạy ski xung quanh thành phố Huế với cầu Tràng Tiền và cầu Phú Xuân. Thì bây giờ đang là gần 8 giờ sáng, thì 8 giờ bắt đầu sẽ phát trực tiếp trên HTV9 và HTV Sport. Thì các bạn nhớ chú ý đón xem, và bây giờ mình sẽ quay những cái mình sẽ không quay cuộc đua đâu, bởi vì là cái chi tiết cuộc đua thì bên đài truyền hình đã phát trực tiếp rất là chi tiết rồi, và họ làm rất chuyên nghiệp nữa. Thì mình chỉ quay những cái bên lề của cuộc đua này thôi. Những cái mà họ không đưa lên truyền hình đó thì mình sẽ đưa lên trên YouTube của mình để cho các bạn biết thêm về cái chương trình cuộc đua như thế nào. Bây giờ mình sẽ quay cam lại cho các bạn xem toàn cảnh như thế nào nhé. Ở đây các bạn, dẫn đầu là hai chiếc Bolix của cảnh sát giao thông, sau đến là chiếc 4 chỗ. Thì thường là họ sử dụng là xe, nếu mà đi trên đường chuyên dụng á, đi trên những cái chặng đường dài thì là sẽ có xe của cảnh sát 4 bánh của cảnh sát địa phương trước, sau đó là xe 80A. Đó, thì trong giải này thì họ chỉ sử dụng xe hai chiếc CB750 dòng Cruise của cảnh sát chuyên dụng thôi, chứ họ không dùng hai chiếc 4 chỗ vì nó khá là vướng, và bởi vì cái đường di chuyển này khá là hẹp, cho nên họ dùng hai chiếc xe gắn máy và hai chiếc mô tô và một chiếc xe 4 chỗ 80A. Rồi ok, sau đó đến là đoàn khách chữ. Thì các bạn để ý trên các trận đua chạy ski thì bạn thấy là đội hình CB1000 chạy phía trước á, họ xếp đội hình này nọ. Nếu bắt các bạn quay ngang với mặt đất thì các bạn không hình dung được họ xếp chữ gì đâu, mà khi có flycam qua đây hình ở trên quay xuống thì sẽ thấy rõ ràng đó là sử dụng flycam để quay được cái đội hình sắp chữ. Thì tùy vào cái địa danh mà đoàn đến để chạy ski xung quanh thành phố thì họ sẽ sắp chữ dựa theo tên địa danh đó. Chẳng hạn như nay tới Huế thì có thể họ sẽ đội CB1000 họ sẽ sắp chữ Huế các bạn ơi. Thì thành phố Vinh họ sắp chữ Vinh, và sau đó sắp chữ HTV. Từ trên cao nhìn xuống các bạn sắp đội hình. Đó là một kỹ thuật rất là khó, đòi hỏi các anh trong đội tập rất là nhiều các bạn. Sau giờ họp là anh phải tập, rồi buổi trưa nắng các anh cũng phải ra đứng tập rất là cực các bạn. Thì đòi hỏi sự di chuyển theo đội hình, đòi hỏi tính kỷ luật và đòi hỏi cả sự cẩn thận tỉ mỉ trong từng khoảng cách mỗi xe, rất là khó các bạn. Thì đây là hai dàn CB họ sắp sẵn đứng trước. Đây là 22 chiếc cả Z1000. Điện thoại cả CB1000. Giờ đang làm lễ các bạn. Và đội hình kế tiếp sắp sau đó chính là dàn Goldwing. Họ đã Goldwing 1.8 với chiếc Honda Goldwing 4 bánh đi đầu. Thì mình sẽ làm một clip riêng review chi tiết về con xe 4 bánh này cho các bạn xem. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của mình để theo dõi cái tập kế tiếp của mình review con 4 bánh này nhé. Đây các bạn, thì bạn thấy không khí đang im lặng, cực kỳ im lặng không? Bởi vì là
họ đang chuẩn bị mọi thứ hoàn tất để lên sóng truyền hình trực tiếp các bạn. Mọi thứ điểm đã ngoài nhà sập sình sầm hết rồi, bây giờ họ đang đếm ngược để họ lên sóng trực tiếp. Đây là 5 con Win bản xin chưa độ và một bản độ rồi bốn bánh. Con này là duy nhất trên thế giới luôn các bạn, duy nhất trên thế giới, mình khẳng định như vậy các bạn nha, duy nhất trên thế giới độ như vậy. Đó, thì giờ mình sẽ lại chi tiết. Thì bên kia họ đang tiến hành những khâu cuối cùng về máy móc, camera, MC và lên lịch của chương trình để bắt sóng truyền trực tiếp về phố Hồ Chí Minh phát trên HTV9 và HTV Sport. Thêm đó cũng có rất nhiều phóng viên họ sử dụng điện thoại để livestream trên Facebook hay là trên YouTube. Thì các bạn có thể đón xem trực tiếp trên những cái kênh đó. Thì đây là một chiếc xe màu, đầu chiếc xe chảo chuyên dụng của đài thành phố để sử dụng để truyền tải trực tiếp hình ảnh về đầu cầu thành phố và phát trên sóng. Thì xe màu như thế này các bạn. Đây, chi tiết thì mình cũng không vào sâu được đâu, bởi vì là kỹ thuật của họ mình không thể nào mà quay quá chi tiết được ở trong đâu. Đó, thì đây họ chuẩn bị rất máy móc, đây là truyền hình lớn cho nên là họ đầu tư máy móc trang thiết bị rất là khủng các bạn, rất là tân tiến và cao cấp luôn. Họ làm những chương trình trực tiếp rất là khó nhưng mà họ vẫn làm được, thì rất là khủng hoảng. Cái máy quay đó không xịn bằng máy quay trên tay em đâu. Vậy là anh làm solo đúng không? Cái gì chậm chậm là được đúng không? Đừng có nhanh quá. Dây nhỏ rồi khủng luôn. Trong nguồn thì sẽ có một cái kỹ thuật viên ở trên xe nè, họ điều phối, họ đưa những thông tin về đó. Thì đây mọi người đang sẽ làm lễ đây. Thì đây là thêm một cái xe nữa. Thì rất nhiều bộ phận các bạn, nếu để đi sâu vào thì mình sẽ phải làm một clip khác thôi. Mình sẽ nghiên cứu thêm chi tiết hơn, mình giao lưu nhiều với các anh bên đài truyền hình thì mình sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chính xác hơn. Còn những thông tin ngoài lề thôi, đôi khi mình nói cũng chưa chính xác lắm thì cũng không hay lắm. Mình sẽ tìm hiểu thật kỹ càng rồi mình chia sẻ với các bạn tốt hơn. Còn những thông tin vừa rồi mình nói thì mình chỉ tham khảo, nó là đúng thật sự các bạn, nhưng mà chỉ là ở ngoài thôi. Còn sau bên trong thì mình phải tìm hiểu thêm. Mọi thứ đi không phát. Ok, lên sóng rồi đó. Đã lên sóng rồi đó các bạn. Từ, đã lên sóng rồi đó các bạn. Rồi. Bây giờ câu kinh thiên sáu diệu bắc qua tạo long mã bạc hổ từ được câu ra thái bình. Phía bên kia, cây cầu Phú Xuân như biểu trưng cho sự phát triển và phồn vinh của đất Kinh Kỳ. Cung Trưng Tiên thì sẽ có hai cái bình luận viên ở hai khu vực khác nhau. Bên này là bên này khu vực chờ qua lại các bạn, khi mà có hai người nói hai bên thì sẽ chương trình nó sinh động hơn, rất là tốt. Rất nhiều cameraman, cực kỳ nhiều, chỗ này mình đếm thấy gần chục người đó, nhiều các khác nhau, tạo sự đa dạng cái sinh động hơn cho clip của đài truyền hình đó. Rồi đếm, bây giờ tiếp tục ăn MC phía bên kia các bạn. Rồi vô anh MC bắt đầu nói. Đếm xong. Ủa, Hạnh Dung đang đứng đâu vậy? Hạnh Dung đang đứng cái bên này. Hạnh Dung đang đứng cái bên anh. Đây diễn ra với rất nhiều diễn biến vô cùng hấp dẫn và của mình. Ủa, đúng là như vậy, nhưng chẳng qua chúng ta đã... Camera quay trên đầu. Ở chừng tái như cái đầu. Lúc này thì hai tổng cộng là có 3 MC và khu vực khác nhau ha. MC chính nó đứng trên kia, MC Việt Anh rất là nổi tiếng ha. Rồi bây giờ trên sân khấu họ bắt đầu thêm cái đội nhảy múa cho chương trình thêm sôi động.
các bạn đang gặp một sự cố nhỏ, đó là hình ảnh nói là nữ Trần Thị bị cúp điện đang chạy máy phát mà kia, rất là trường hợp rất hy hữu. Lên lại các bạn rồi, ok. Và tiếp tục những bộ phận phía sau nữa các bạn, không phải đi một phần bao phần đâu, mình sẽ quay tiếp các bạn xem thêm bộ phận mô tô phía sau nữa, là sẽ có bộ phận chở trọng tài các bạn, nghĩa là những trọng tài sẽ không nhiều, không quá nhiều trọng tài như những chặng đua đường trường. Như đôi Sipi thì đã có trọng tài mặt đất rồi, nhưng mà sẽ có trọng tài đi theo để hỗ trợ những cái kỹ thuật trên đường. Thì ở sau cùng đây các bạn, xa đó, bị xa quá các bé, mình đi bộ hơi bị xa các bạn. Ở đây là ở cuối đoạn đua này sẽ có 3 chiếc xe touring sẽ chở trọng tài, và cũng như là thêm một số xe phía sau nữa, xe nhỏ gọn thôi để chở phóng viên báo chí phía sau cùng kia, và cộng thêm một phần nữa đó là xe cứu hộ các bạn, là chọn những chiếc xe nhỏ nhẹ như CB400 hay là những dòng xe nhỏ nhẹ khác nữa để mà cứu hộ khi vận động viên té ngã như thế nào đó, thì những chiếc xe đó sẽ đi cứu hộ. Bởi vì cái đường Usuki ở đây khá là nhỏ, không thể nào mà có xe ambulance 16 chỗ đi hỗ trợ cứu thương được, họ xe mô tô làm đảm nhận luôn nhiệm vụ đó các bạn đó. Thì cộng thêm những bộ phận chiếc xe mô tô khác sẽ đứng chốt, rải chốt ở các ngã ba ngã tư, những cái vòng xoay, những góc cua nguy hiểm để mà cảnh báo cho xe đạp đi qua, cũng như là để hỗ trợ cảnh sát giao thông mặt đất lấp đường. Thì mô tô sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ cảnh sát giao thông làm việc tốt hơn đó.